Ca sĩ Harry Won mang bầu. 6 năm trôi qua, điều người hâm mộ mong nhất ở Trấn Thành, Harry Won vẫn chưa tới. Trấn Thành và Harry Won được đánh giá là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Năm 2016, họ tổ chức đám cưới cổ tích, hoành tráng và lãng mạn bậc nhất showbiz. Cả MC Trấn Thành và Harry Won đều là những ngôi sao giải trí được nhiều người săn đón, có lượng khán giả hâm mộ lớn, nên mọi di biến động của hai người luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Cặp đôi vàng thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công với hoạt động nghệ thuật, đặc biệt Trấn Thành khi lấn sân điện ảnh với phim Đầu Tay trong vai trò đạo diễn, đóng chính ở Bố Già, một phim của Trấn Thành ra mắt đầu năm 2021, hiện vẫn là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử phim chiếu rạp Việt. Harry Won cùng Trấn Thành thời gian qua cũng nhắm mặt trên sóng truyền hình với các game show giải trí. Ngoài âm nhạc, Harry Won còn tham gia đóng phim, làm MC của nhiều chương trình ăn khách. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng MC rap Việt thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm ngọt ngào làm mọi người suýt xoa khi một trong hai vướng những tin đồn ảnh hưởng đến đời sống cũng như con đường nghệ thuật, hoặc bị cư dân mạng bất đồng quan điểm tấn công. Trấn Thành, Harry Won đều nhất mực bảo vệ, che chở cho người mình yêu thương. Chính vì thế, cặp đôi khiến khán giả ngưỡng mộ về sự thuần vợ thuần chồng. Mặc dù có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, sự nghiệp nghệ thuật ngày càng phát triển rực rỡ, nhưng nhiều người hâm mộ quan tâm nhất thời gian qua ở Trấn Thành, Harry Won đó chính là việc cặp đôi này chưa có em bé. Nhiều người đánh giá nếu họ sinh con nữa thì có thể nói cặp đôi vàng này sẽ trở thành gia đình kiểu mẫu bậc nhất làng giải trí. Dẫu vậy, 6 năm kể từ ngày cặp đôi mi chung một giường, nhưng cả hai chưa thấy báo tin vui, khán giả càng trông mong. Trước đó, dân mạng đồn đoán cặp đôi vàng đến nay chưa có em bé, vì cách đây ít năm, Harry Won bị ung thư cổ tử cung, ảnh hưởng đến việc sinh đẻ. Mặc dù vậy, chủ nhân web drama Hẻm Cụt Ăn Khách gần đây, Trấn Thành từng khẳng định cả hai chưa có con vì chưa muốn chứ không liên quan đến chuyện khó có con, bệnh tình của Harry Won. Vợ MC Trấn Thành đang mang bầu, niềm vui của fan đã tới. Liên quan đến câu chuyện mà nhiều người quan tâm nhất đối với Trấn Thành, Harry Won kể trên, mới đây xuất hiện trước công chúng cũng như nhiều hình ảnh, clip có góp mặt của giọng ca Anh Hãy Đi Đi. Người hâm mộ phát hiện vòng 2 của Harry Won có phần mập mạp hơn so với trước. Từ đây rất nhiều ý kiến đồn đoán Harry Won có thể đang mang thai và Trấn Thành sắp tới lên chức bố. Đặc biệt, MC Trấn Thành vừa khoe ảnh hai vợ chồng hồi ngộ với ca sĩ Phương Loan, vợ cố nghệ sĩ Kỳ Tài, trong một bữa ăn thân mật. Trong một đoạn video ghi lại buổi gặp gỡ này, Harry Won núng nỉu bên Trấn Thành. Điều đáng nói khi di chuyển, nữ ca sĩ người Hàn Quốc lộ vòng hai nhô cao bất thường. Sâu chuối thêm chi tiết để củng cố cho nhận định trên, cộng đồng mạng cho rằng gần đây vợ Trấn Thành thường mặc váy suông nhẹ nhàng, trang phục rộng để che đi vóc dáng, đi dép thay vì giày cao gót, hạn chế trang điểm. Tất cả những điều này khiến người hâm mộ có thêm niềm tin Harry Won đã mang bầu. Khi thấy phòng 2 của vợ Trấn Thành trong clip vừa qua, thậm chí có người bình luận bụng Harry Won chắc bầu 5 tháng rồi. Đây là một tin tốt lành mà nhiều người đã trông đợi ở cặp đôi từ lâu. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Harry Won bị cộng đồng mạng đồn đoán mang thai. Cuối năm 2021, tin Harry Won có bầu cũng lan truyền khắp mạng xã hội khi vợ Trấn Thành đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân với thân hình mập mạp, vòng hai to bất thường so với trước. Thời điểm đó, tin đồn này gây báo mạng. Trong một sự kiện sau đó, Harry Won đã lên tiếng và chia sẻ với người hâm mộ bụng hơi to là do mập lên ở nhà nhiều bởi ảnh hưởng Covid-19. Tin đồn Harry Won có bầu cũng là 20 lần thì phải. Harry Won cũng không biết là bé mới này vì sao không chịu sinh ra, cứ ở trong bụng của mình hoài. Mình cũng thắc mắc lắm. Mong là sau đợt dịch thì mình sẽ hết cái mơ đó và hết tin đồn của việc có bầu này nọ, bà xã Trấn Thành chia sẻ.